nói đến tin tức về tình hình chiến sự đang diễn ra trong 24 giờ ở tại Ukraine, nói đến mặt trận miền Đông hiện đang sôi sục, nghĩa rằng là cuộc chiến mà giữa Ukraine và Nga đang giành giật phần lãnh thổ hôm nay. Kính thưa bạn, thì trước tiên như anh muốn chia sẻ cùng với tất cả các bạn về tin tức ở tại miền Đông, đặc biệt nhất là ở khu vực của Bugot. Hiện là lực lượng quân đội Ukraine và Nga đang chiến đấu, phải nói là một cách khốc liệt chưa từng có. Theo tin tức từ lời của tham mưu trưởng Ukraine, ông Siki, ông cũng đã công bố với đài truyền hình của Ukraine và qua sự báo cáo và cho biết trong vòng 24 giờ hiện tại ở tại chung quanh khu vực của Bugot cũng như trên dưới với bốn khu vực này, kính các bạn, bốn ngôi làng ở địa phương nơi đây, thì rạng sáng ngày hôm nay lực lượng quân đội Ukraine đã tiêu diệt trên dưới như vậy là hàng chục xe tăng của Nga và là một lữ đoàn của Nga để chuẩn bị tấn công một cách ồ ạt từ quân đội và lẫn cả tên lửa và pháo binh đã tấn công ồ ạt vào lực lượng quân đội Ukraine. Thì lực lượng quân đội Ukraine đã đẩy lùi các cuộc tấn công Nga một cách thê thảm chưa từng có. Trong 24 giờ, lực lượng quân đội Ukraine đã sử dụng đến một trong loại máy bay không người lái, hãy nói đến hàng trăm chiếc chứ không phải là một hai chục chiếc, kính thưa bạn, để ngăn chặn một cuộc tấn công đó từ ở tiền tuyến và sâu ở bên trong mà nơi Nga kiểm soát ở khu vực Donetsk. Theo tin tức mà các hình ảnh lực lượng quân đội Ukraine đã tung tin với những đoạn video mà do những chiếc máy bay không người lái Makarov có thể mang từ 8 tới 16 trái đạn cối, từ đạn cối 6 hoặc đạn cối 8, kính thưa bạn. Như vậy là hàng trăm chiếc cuộc quân kích này, hãy nói một cách dữ dội chưa từng có, phá hủy những tòa nhà, những cơ sở hạ tầng của Nga mà quân Nga đang chiếm đóng ở trong những tòa nhà đó. Vì vậy là một cuộc chiến phải nói là rất hải hùng chưa từng có. Theo nhiều tin tức mà hiện nay các báo chí đang tin đồn khắp nơi là F-16 đã tham chiến, nhưng cụ thể này chưa có tin tức xác thật vì những chiếc F-16 mới đến ở Ukraine qua tình hình chiến sự ở tại khu vực của Bugot. Còn lại về tình hình ở tại Chasovia cũng như luôn cả những khu vực chung quanh này là không thua kém, Nga dồn dập tấn công để tìm bằng một cách chiếm lấy cho bằng được ở tỉnh Donetsk được trọn vẹn. Nhưng theo lời tham mưu trưởng Ukraine ông Siki, ông cho biết là lực lượng quân đội Ukraine đã bẻ gãy hoàn toàn tất cả các cuộc tấn công đó của Nga trong 24 giờ. Đó là tin tức một trong sôi nổi hiện tại trong 24 giờ ở khu vực của miền Đông Donetsk, kính thưa bạn. Còn lại về tình hình ở tại Kharkov, Volchan, Nga cũng tiếp tục tấn công và từ Sumy nhiều mặt trận khác, thì giữa Sumy, Arenka và cũng như ở khu vực ở tại Bugot này nối liền với nhau, Nga tiếp tục tấn công dồn dập những khu vực này muốn cô lập quân đội Nga, cô đập lực lượng quân đội Ukraine để cắt đứt đường chi viện. Nhưng theo lời của tham mưu trưởng ông Siki, ông cho biết là Nga đã tính toán một bước tính sai lầm đã bị lực lượng quân đội Ukraine bẻ gãy cuộc chiến ngày hôm nay. Đó là chi tiết về tình chiến sự trong 24 giờ ở tại khu vực miền Đông của đất nước Ukraine. Còn lại rạng sáng ngày hôm nay, lực lượng quân đội Ukraine đã tập kích vào đảo Khima từ Sevastopol và cũng như những phi trường và những căn cứ quân sự, đặc biệt nhất là xưởng đóng tàu, thì còi báo động khắp nơi ở đảo Khima và thời gian như vậy đến 3-4 giờ đồng hồ, tập kích bằng máy bay không người lái và lẫn cả hỏa tiễn ở giao đảo Khima. Thì sự thiệt hại hiện tại chưa có chi tiết về kết quả ra sao, nhưng có những đám cháy theo thị trưởng của Khima đã lên tiếng cho biết là chúng tôi đã bắn hạ hoàn toàn, nhưng những đám cháy đó là do những mảnh vỡ của những chiếc máy bay không người lái đã bị phá hủy và rơi xuống làm thiệt hại và tạo ra đám cháy. Đó là phía của Nga đã công bố. Hiện nay về tình hình mà quân sự của Ukraine, tức là từ trước tới nay các bạn biết là Ukraine đã rơi vào tình trạng khó khăn về mặt vũ khí và nhiều phương tiện khác. Nhưng hôm nay thì lực lượng quân đội Ukraine đã đạt thành công nói đến về máy bay không người lái. Hiện tại lực lượng quân đội Ukraine có thể sản xuất nghĩa là hàng ngày lên tới 10.000 chiếc máy bay không người lái, là một trong con số khổng lồ đủ loại. Như vậy là hàng năm có hàng triệu máy bay không người lái của Ukraine, từ máy bay tầm xa, tầm gần và lẫn cả máy bay trinh thám, dần dần.
Vì vậy, trước tình cảnh mà cuộc chiến ở tại Ukraine, theo lời của tham mưu trưởng Ukraine, ông Shiki, ông cho biết là chúng tôi không cần quân đội nhiều. Đó là lý do tại sao Tổng thống Shiki, ông ra lệnh là chỉ thu nhận binh sĩ của Ukraine từ 18 tới 25 tuổi với tuổi trẻ đầy quyết nhiệt ngày hôm nay để tiếp tục một cuộc chiến đấu đạt được thành công, đó là sử dụng bằng đội quân máy bay không người lái. Vì vậy, hàng năm chúng tôi đã có 1 triệu quân máy bay không người lái, cứ mỗi một chiếc, giá ít nhất rẻ mạt cũng là một tên của Nga đã nằm xuống. Vì vậy, với tất cả các máy bay không người lái này là một cuộc quân kích đáng sợ chưa từng có, làm cho quân của Nga tê liệt ở trên chiến trường trong 24 giờ qua. Đó là chi tiết về tình hình ở tại Ukraine. Còn là vấn đề F-16. Theo tin tức từ ở Litva mà người dân ở Litva đã gửi trên ở Weibo cũng như luôn cả TikTok và ở trên Twitter là nói máy bay F-16 đã xuất hiện bay ngang qua ở tỉnh Litva, kính thưa bạn, được nằm trong đất nước của Ukraine. Vì vậy là máy bay F-16 Ukraine đã đón nhận và bao giờ cuộc tấn công và nhiều chuyện khác về tình hình ở chiến sự đang diễn ra trong 24 giờ. Ukraine hôm nay thì tin tức so với những ngày trước kia không có nhiều, nhưng điều đặc biệt hơn, kính thưa các bạn, là cuộc chiến giữa Trung Đông và Ukraine hiện đang nóng bỏng. Mà cuộc chiến ở Ukraine là một cuộc chiến tranh cũ kỹ, một cuộc chiến tranh nó không phải mới mẻ gì. Còn lại ở Trung Đông là cuộc chiến mới mẻ, một cuộc chiến đang gian rộng ngày hôm nay và tất cả các báo chí đang đăng tin hàng đầu về tình hình ở Trung Đông. Thì lát nữa Vô Danh sẽ chia sẻ cùng với tất cả các bạn về tình hình ở Trung Đông. Nhưng riêng về ở tại Ukraine hôm nay lại là những trang đầu nổi bật về F-16. Theo tin tức mà từ Nga đã công bố, đặc biệt nhất là giúp lời của ông Petko đang xem thường về máy bay F-16. Nó dù cho NATO và Hoa Kỳ có hỗ trợ cho Ukraine F-16 bao nhiêu thì chúng tôi cũng không quan trọng. Ukraine không thể là ngược thế cờ với những loại vũ khí cũ kỹ này mà cho rằng là Nga sẽ tiêu diệt dần dần với những chiếc F-16, không còn một chiếc nào nữa. Đó là theo lời của ông Petko đang đe dọa với vấn đề F-16. Thì ông Petko cũng nhấn mạnh thêm một điều, nói vấn đề việc đàm phán ngày hôm nay là Điện Kremlin đã công bố chính thức là sẽ không ngồi vào cuộc đàm phán lại với Ukraine vào tháng 11 tới, mà Tổng thống Zelensky ông đã nêu ra chi tiết và mời Nga tham dự theo quốc tế yêu cầu. Tức là nhiều quốc gia trên dưới, hàng trăm quốc gia ngồi họp nơi đây và yêu cầu phải có Nga giao ngào cuộc họp và cử phái đoàn của Nga đến từ Bộ Ngoại giao hay là đại diện của Nga người nào. Thì ông Petko hôm nay đã nhấn mạnh rằng chúng tôi không tham dự. Có hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất là chúng tôi không tin tưởng về chính quyền của Ukraine. Chính quyền của Ukraine tôi chưa có tin tưởng bất cứ một lời nào về vấn đề việc đàm phán. Đó là thứ nhất. Vấn đề thứ hai là chúng tôi đàm phán với ai? Khi Tổng thống Zelensky, ông đã mãn nhiệm kỳ, ông còn không còn hợp chức quá là một tổng thống của đất nước Ukraine. Vì vậy là Nga tuyên bố không đàm phán. Đó là lời của ông Petko đã thay mặt Điện Kremlin đã tuyên bố, kính thưa bạn. Thì hiện nay các bạn có thấy nói việc Nga luôn lúc nào cũng kêu gọi việc đàm phán giữa hai bên và hãy chấm dứt cuộc chiến tranh. Từ lời của ông Petko, Bộ Ngoại giao của Nga, Jimmy Babette là cả Putin, là với quyết định là Tổng thống Zelensky ông phải ký kết giao 4 tỉnh lỵ cho Ukraine, cho Nga, đó là từ Zaporizhia, Kherson và Donetsk, kể cả đảo Crimea, thì chấm dứt cuộc chiến tranh, kết thúc liền tại chỗ, không cần phải chờ đợi thời gian lâu, theo lời của Putin đã nhấn mạnh vừa qua. Nhưng bây giờ thì cả thế giới đang kêu gọi Ukraine hãy ngồi vào cuộc đàm phán và sắp xếp một cuộc đàm phán có quốc tế hỗ trợ từ Liên Hợp Quốc và nhiều quốc gia khác, cũng như trong đó có đồng minh của Hoa Kỳ, Hiệp hội châu Âu, Liên minh NATO, thì sẽ hỗ trợ bảo vệ cho Ukraine một cuộc hòa bình được lâu dài. Thì bây giờ cảm thấy Nga không có đủ cái điều kiện, không có đủ khả năng, không có tư cách nào để ngồi vào đây để cuộc đàm phán. Nếu như ngồi, bị chửi, mày là kẻ xâm lăng vào lãnh thổ đất nước Ukraine. Vì vậy là sẽ bị chửi, Nga không lên tiếng, không chấp thuận một cuộc đàm phán hòa bình tháng 11 tới đây. Đó là chi tiết về lời của ông Petko vừa nêu ra. Điều đặc biệt thêm nói đến là
Thứ trưởng Ngoại giao của Nga, ông Reiko. Kính thưa bạn, ông cũng lên tiếng hôm nay về vấn đề đề cập đến F-16 mà Hoa Kỳ và NATO đã hỗ trợ cho Ukraine từ nhiều quốc gia, chẳng hạn như Hà Lan, Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, kính thưa bạn, Bỉ. Thì những quốc gia này đã gom máy bay và nhiều quốc gia khác, trong đó có cả Hoa Kỳ, hỗ trợ F-16 cho Ukraine ở tương lai sắp tới. Bây giờ thì chỉ mới đổi đầu về, có thể là từ 8 tới 16 chiếc hoặc 24 chiếc, nhưng chưa có nêu chi tiết là cụ thể bao nhiêu, cũng như chưa có xuất hiện là ở trên chiến trường. Vì vậy là ông Thứ trưởng Ngoại giao của Nga lên cảnh báo là chúng tôi sẽ bắn hạ toàn bộ máy bay F-16 của Ukraine mà phương Tây hỗ trợ cho. Và tôi tin tưởng rằng là những mảnh vỡ của máy bay F-16 sẽ được trưng bày ở tại Moscow trong những ngày tới, nơi mà chúng tôi đã triển lãm về khí tài quân sự của phương Tây mà chúng tôi chiến lợi phẩm tịch thu dần dần. Đó là theo lời của Thứ trưởng Ngoại giao của Nga đã công bố. Thì hiện nay nói đến việc Hoa Kỳ và đặc biệt nhất viện nghiên cứu chiến tranh cũng như luôn cả Anh Quốc nhận định về tình hình, nói đến sử dụng F-16 như sao và sẽ diễn ra như thế nào ở tại Ukraine trong những ngày sắp tới. Giữa Hoa Kỳ, đặc biệt nhất là viện nghiên cứu chiến tranh Hoa Kỳ nhận định cho rằng F-16 có thể nói là cũng không thể thay đổi được cục diện của nó, cũng không phải là viên đạn bạc hay là viên đạn vàng, nhưng nó có thể là một cách trách nhiệm để bảo vệ cho lực lượng quân đội của Ukraine nhiều hơn giữa lúc Ukraine không có máy bay chiến đấu loại tối tân về F-16, và nó cũng có thể lật ngược thế cờ và làm cho Nga bị điên đảo và suy sụp vì Ukraine đã có nhiều máy bay, đặc biệt nhất với đội máy bay không người lái cảm tử của Ukraine. Vì vậy, từ Biển Đen và cũng như luôn cả đảo Crimea cũng có thể là mục tiêu của Ukraine oanh kích. Đó là theo viện nghiên cứu chiến tranh Hoa Kỳ ISW nhận định. Còn lại Anh Quốc cho rằng là Nga hiện nay là đang xem thường F-16. Với quy lực F-16 có thể là vượt trội hơn Su-34, Su-35 của Nga. Vì vậy, nói đến việc F-16 thì lực lượng quân đội Ukraine có thể hạ gục ở trên chiến trường của Nga từ lực lượng quân đội của Nga và lẫn cả máy bay của Nga. Đó là chi tiết về lời của giới chức Anh Quốc đã nhận định. Một trong tin tức thứ hai ở tại đất nước Nga, chuyện lạ, kính thưa bạn, chuyện lạ ở tại đất nước Nga, nói đến một công ty sản xuất về công nghiệp quốc phòng bán dẫn của Nga đã bị cháy ở tại Moscow, cháy một cách coi như là bình địa. Và công ty này lý do gì bị cháy? Một trong ty viễn thông hàng không vũ trụ của Nga lớn nhất và chuyên về sản xuất linh kiện để cho tên lửa của Nga tấn công và chính xác trúng mục tiêu, thì bây giờ nó đã cháy hoàn toàn, không còn nữa, lấy đâu nữa sản xuất. Đó là một trong tin tức nói đến là công ty hàng không vũ trụ sản xuất về linh kiện tên lửa của Nga đã bị cháy hoàn toàn bình địa, kính thưa bạn. Còn lại một trong tin tức thứ hai nói đến là cũng là một trong công ty Wanna của Nga, thì đột nhiên là giám đốc công ty lại là tự thiêu ở tại quảng trường đỏ, chuyện hơi bị lạ. Giám đốc công ty mà đã nghe là tự thiêu bất thành, theo cuộc điều tra mà lực lượng của cảnh sát của Nga ở tại quảng trường đỏ bắt giữ ông vì ông bị thương nhẹ và nghe ông cố tình để tự sát chết ở tại quảng trường đỏ này. Thì theo phía Nga đã công bố là ông đã dính vào cái tội là hối lộ cũng như không giao hàng đúng điều kiện, đúng thời gian mà Putin đã nêu ra với những linh kiện về thiết bị vũ khí của Nga. Vì vậy, ông đã tự sát và các khoản tiền ông hối lộ lên tới là 4.6 triệu đô la. Đó là phía Nga đã công bố về cái cuộc tự sát bất thành của ông. Ông tên là Atsini, kính thưa bạn, thì không biết nguyên nhân nào ông lại tự sát ở tại quảng trường đỏ. Nhưng theo nguồn tin tức cho biết là kể từ khi Nga xâm lăng vào lãnh thổ đất nước Ukraine cho đến nay, thì
Nga đã thiếu nợ công ty của ông rất nhiều và không chi tiền trả cho ông. Vì vậy là công ty của ông cuối cùng bị bế tắc và ông bị sức ép từ Putin. Vì Putin hiện nay nói đến việc đất nước Nga thì ngân khố của Nga trống rỗng, có thể nói còn tệ hơn ở Việt Nam. Là ngân khố coi như là không còn một cái gì nữa để nói. Vì vậy bắt đầu Nga dơ dét và lệnh trừng phạt tất cả các công ty của Nga, những giám đốc công ty và luôn cả những người cấp tham quan của Nga đã bị hạ gục hàng loạt với chính sách của Putin hiện tại này. Vì vậy trước tình cảnh hiện nay là ông đang rơi vào một trong tình trạng tồi tệ, bắt buộc ông không có đường nào lựa chọn. Ông muốn bảo vệ tài sản của ông và tài sản của con cái của ông, ông phải đành là tự thiêu ở tại quảng trường đỏ, nhưng đã bất thành. Mà các bạn biết quảng trường đỏ là nơi trung tâm của đất nước Nga, hãy nói là vị trí hàng đầu, cũng như là nơi tiếng nói của đất nước Nga. Nhưng nếu như có một người tự thiêu chết nơi đây, ông là một cựu sĩ quan đại quý của quân đội của Nga, thì chết ra sao nữa? Nhiều chi tiết mà các báo chí đang nêu ra với cái cuộc tự thiêu bất thành của ông bị cảnh sát của Nga bắt giữ và hiện đang cuộc điều tra. Đó là chi tiết về tình hình là chuyện lạ ở đất nước Nga. Kính thưa bạn, một trong tin tức đang sôi động giữa Hoa Kỳ và Nga hôm nay nói đến một cuộc trao đổi là tù nhân gián điệp kể từ chiến tranh lạnh cho đến nay, một cuộc trao đổi lịch sử nhất chưa từng có, lên tới 24 người, mỗi một bên là ở phía của Hoa Kỳ 16 người và phía Nga 8 người. Như vậy là 8 người đổi lấy 16 người, Hoa Kỳ quá lời. Nhưng theo các báo chí bình luận cho rằng là cuộc trao đổi này, Hoa Kỳ có thể rơi vào tình trạng là bất ổn về tình hình gián điệp. Điều này có hay không về bí mật quốc gia chúng ta chưa biết được ở bên trong của nó là gì, nhưng cuộc trao đổi đã hoàn thành. Thì giữa hai bên, Tổng thống Biden ông cũng đón tiếp với những người mà Nga đã bắt giữ ở tại Hoa Kỳ. Ông đến ở tại tận sân bay để đón tiếp, hỏi thăm cũng như gắn huy chương cho những người tình báo của Hoa Kỳ đã được trao trả tự do trở về lãnh thổ đất nước Hoa Kỳ. Còn lại về phía Nga thì 8 người này Putin cũng ra đón tiếp và cũng trao tặng qua hỏi thăm sức khỏe với những người gián điệp của Nga đã bị bắt, được trả về tự do. Và sau khi thăm hỏi bắt tay thì bắt đầu Putin vẫy tay chào, và chỉ trong vòng chưa đầy 3 phút, lúc đó Putin lên xe và Putin nhắn nhủ rằng tôi sẽ nhớ các anh và tổ quốc không bao giờ quên các anh, chúng tôi sẽ trao tặng món quà cho các anh sau, hẹn gặp lại, bye bye. Để gì sẽ sợ ám sát bất tử, kính thưa bạn, ở tại sân bay sẽ sợ quá, sẽ hốt hoảng, chỉ trong vòng mấy phút bỏ giọt liền, không dám ở lòng. Đó là nói đến việc Putin cũng ra sân bay để đón là những người gián điệp được trao trả ở một cuộc trao trả lịch sử giữa Hoa Kỳ và đất nước Nga. Đó là chi tiết trong 24 giờ mà những tin tức đang sôi động, đặc biệt nhất tình hình ngày hôm nay ở đất nước Nga. Và Nga sẽ có những chuyện gì diễn biến sắp tới, kính thưa bạn? Hiện nay các bạn biết nói đến về việc ở Nga thì đặc biệt nhất như tình hình ở tại Trung Đông, Nga lên tiếng rất nhiều và lên tiếng tố cáo Do Thái và nhiều tình tiết khác ở đất nước Nga đang diễn ra trong 24 giờ. Nhưng trong cái tình trạng hiện tại đất nước Nga hiện nay, nói đến vấn đề người dân và lẫn cả binh sĩ của Nga đào ngũ bỏ trốn, ây cha, chuyện phải nói càng lúc càng đang sôi động. Mà hiện tại bắt đầu ngay bây giờ với những về tội xã hội ở đất nước Nga càng lúc càng nhiều, đa phần là những người đang trúng tiễn nghĩa vụ quân sự, kính thưa bạn. Những cướp, đánh đập và nhiều chuyện xảy ra có thể dẫn đến là chết người hàng ngày đang diễn ra ở tại đất nước Nga. Tại sao có những tình trạng này diễn ra? Thì với thanh niên của Nga qua trả lời với những cuộc phỏng vấn những người địa phương và người ta thâu lại cũng như để hỏi về tình trạng tại sao anh có cái động cơ nào để anh tấn công người đó. Nó không có động cơ gì hết trơn, đi ra ngoài kia cũng chết. Ở đây ở trong tù khỏi chết, và ở trong tù
không ai bắt mình đi. Mình không đi là không ai làm được gì. Đó là những tuổi trẻ thanh niên ở tại đất nước Nga đã lên tiếng ở trước tình cảnh và tình hình chiến sự, cũng như nói đến việc Nga đang tăng diện, tăng quân và để bổ sung thêm và các khoản tiền là lên tới 4.700 đô la một tháng, là vì Nga đang càng kiệt quân số và Nga không thể bắt nghĩa vụ quân sự một cách bừa bãi mà người dân đang chống đối hôm nay. Thì ở đài truyền hình của Nga lại công bố tin chiến thắng trong 24 giờ qua mà Nga đã phá hủy 3 hệ thống Patriot của Ukraine mà do Hoa Kỳ viện trợ và luôn cả NATO. Kính thưa bạn, trời, một ngày 3 hệ thống là do máy bay không người lái bắn vào đoàn tàu hỏa của Ukraine dẫn chuyển ở khu vực Kharkov. Ây da, chuyện hơi bị lạ. Nga tung tin cái này thì rất là nhiều vậy, mà Nga cũng đã cho biết rằng là trong 3 tháng vừa qua, lực lượng quân đội Ukraine thì thiệt hại lên tới 70.000 quân, tính bình quân mỗi ngày 2.000 quân đội của Ukraine. Trời, vậy hết rồi còn quân lính đâu quân chiến đấu, mà ngày nào sau quân của Nga cũng thê thảm giữa hai bên ở chiến trường, thì hoàn toàn không có công bố sự thật về tình hình chiến sự, sự thiệt hại của hai bên. Kính thưa bạn, thì ai cũng nói điều chiến thắng, điều rõ vô danh nhìn nhận, vì đây là chuyện ở chiến trường. Nhưng nhìn qua về tình hình thật sự, chúng ta đang thấy là Putin đang rơi vào tình trạng khủng hoảng. Cách thứ nhất, vấn đề khí tài quân sự của Nga đã bị lực lượng quân đội Ukraine đốt, phải nói đốt đe te tu luôn, đốt mà phải nói ngay bây giờ. Nếu tính mà chấm dứt một cuộc chiến tranh này, kính thưa bạn, thì Ukraine kéo những chiếc xe đã bị cháy đó về nấu lại, có thể sản xuất lên tới 5-7.000 chiếc xe tăng chưa hết sắc dụng, chỉ sơ sơ về xe tăng, còn lại về vấn đề những vũ khí khác chưa kể đến. Vì vậy và Nga đã thất bại ở trên chiến trường này vì kẻ xâm lăng không nơi khi nào đạt được thành công. Đó là theo các báo chí chia sẻ về tình hình đất nước Nga trong 24 giờ. Kính thưa bạn, thì chúng ta cũng quay trở lại tình hình ở tại châu Âu. Cục diện châu Âu thì nó tạm lắng dịu nhưng nó cũng đầy gây go sóng gió ở giữa các quốc gia không đồng thuận với nhau, từ Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary cũng như Slovakia. Và nhiều diễn biến của nó ra sao với các báo chí bình luận và chia sẻ tình hình hôm nay. Kính thưa bạn, nói đến ở tại Hungary thì Hiệp hội châu Âu cảnh báo cho Hungary, gửi một tin buồn cho Hungary nếu Hungary tự ý và cấp visa cho người dân Nga đến ở đất nước Hungary thì chúng tôi sẽ khóa cửa hoàn toàn về đường không phận và lẫn cả đường bộ giữa Hungary và châu Âu. Ông Hungary trong mấy ngày qua ông lên án Hiệp hội châu Âu, ý là hành động đó là hành động là phân biệt giữa người Nga và châu Âu. Nhưng Hiệp hội châu Âu đã tuyên bố rằng là những người Nga đến ở châu Âu, tất cả họ đều là những gián điệp vừa qua từ Đức, Pháp và nhiều quốc gia đã bắt hàng loạt. Nhưng ông Hungary thì ổng thân với Nga, ổng chơi với Nga. Vì vậy Ba Lan đã từng tranh cãi và Nga là tuyên bố sẽ đuổi Hungary ra khỏi Liên minh NATO và Hiệp hội châu Âu. Với lời gay gắt của Tổng thống Ba Lan, ông nhấn mạnh với Tổng thống của Thủ tướng của Hungary, ông nói anh chê là Hiệp hội châu Âu và luôn cả NATO là không có tốt cũng như đối xử không công bằng. Như vậy anh ở làm gì? Anh nên rời khỏi đi, đừng để chúng tôi vướng mắc và khó chịu. Đó là lời của Tổng thống Ba Lan, ông đã tuyên bố. Còn lại về tình hình sử dụng khóa dầu hỏa, hiện nay thì châu Âu cũng đã lên tiếng về vấn đề Ukraine hiện đang khóa giữ ở khóa đường ống dẫn dầu của Hungary và Slovakia. Kính thưa bạn, thì tình hình này là Ukraine làm đúng theo luật và cũng như gì các quốc gia đã nêu ra. Đó là chi tiết về rằng là Slovakia đã lên án mà châu Âu đã can thiệp với tình hình hiện tại ở tại châu Âu. Kính thưa bạn, hiện nay thì các bạn đã biết là Hiệp hội châu Âu đã hỗ trợ cho Ukraine rất nhiều từ mặt vũ khí và luôn cả tài chính, cũng như ủng hộ về chính trị địa giới của Ukraine để cho Ukraine đạt thành công giành lại lãnh thổ đất nước của mình mà Nga đang xâm lăng ngày hôm nay. Thì trong nội bộ của châu Âu
đang gặp nhiều vấn đề, đặc biệt nhất là ông Hungary và Slovakia thường xuyên gây gắt cũng như gan là cho rằng là hỗ trợ cho Ukraine mà không hỗ trợ cho Hungary và những quốc gia nằm trong Liên minh châu Âu. Đó là từ những gì mà người ta đã nêu ra tình tiết hôm nay. Lực lượng của Liên minh NATO thì hiện đang chuẩn bị cho những tinh trình nghỉ việc sắp tới, những việc mà có thể nổ ra một cuộc chiến tranh bất ngờ mà không ai có thể ngờ được. Chẳng hạn như Đức hiện đang thông báo là bắt đầu năm nay của năm 2025, tất cả các thanh niên của Đức hãy thi hành nghĩa vụ quân sự thời gian từ 3 tháng đến 6 tháng, thì chọn ngành nghề. Nếu như các bạn chọn những ngành nghề và nằm trong quân đội thì thời gian 6 tháng. Còn nếu như một binh sĩ bình thường cầm súng để chiến đấu thuộc bộ binh, kính thưa bạn, thì thời gian 3 tháng. Và những binh sĩ mà có quyền gia hạn thời gian trong quân đội là từ thời gian 3 năm lên cấp sĩ quan dân dân. Đó là từ Đức đã thông báo. Bây giờ thì nhiều quốc gia đã lên tiếng trước tình cảnh này và chuẩn bị cho một kịch bản có thể dẫn đến một kịch bản tồi tệ về tình hình thế giới hiện đang hỗn loạn ngày hôm nay. Đó là tin tức về ở tại châu Âu trong 24 giờ. Thì chúng ta cũng quay trở lại tình hình ở tại Trung Đông. Cục diện ở tại Trung Đông các bạn thấy là đang sôi động ở mức đáng sợ chưa từng có và cũng có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh lan rộng cả Trung Đông. Hiện nay thì nói đến là Iran, từ giáo chủ của Iran đã tuyên bố là sẽ trả thù cho thủ lãnh của Hamas mà ông đã bị ám sát ở tại thủ đô của Tehran. Cái chết của ông đầy bí ẩn và theo tin tức từ cảnh sát của Iran mở cuộc điều tra qua cái chết của ông vụ ám sát này thì cho rằng là chất nổ đã gây ở trong phòng đó trước 2 tháng. Kính thưa bạn, đã gây trước 2 tháng và sau khi ông đến thì bắt đầu mất kích nổ và giết chết ông bằng điện thoại ở bên ngoài. Thì điều này có đúng là không? Theo phía Iran đã công bố thì cũng vào ngày hôm qua là một ngày tưởng niệm cũng như chôn cất thủ lãnh của Hamas thì ở tại thủ đô của Tehran bắt đầu đã đóng cửa sân bay. Và thời gian như vậy là từ 1 giờ trưa cho đến 1 giờ rưỡi trưa và cho đến 6 giờ rưỡi chiều trong ngày 1 tháng 8 của năm 2024. Và cũng như phạm vi ở khu vực mà làm lễ là trong vòng 2 cây số, bất cứ các hãng hàng không nào cũng không được bay lọt vào khu vực phạm vi đó. Đó là phạm vi đỏ. Thì Iran bắt đầu kích hoạt S-300 và phòng không của Iran khắp nơi ở trên lãnh thổ đất nước của Iran và chuẩn bị cho rằng là Do Thái có thể tập kích bất chợt vào nơi địa điểm này. Cũng như tình hình hiện tại là tất cả các vũ khí của Iran vẫn chưa di dời và vẫn còn ở trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu theo tin tức từ Iran đã thông báo. Và tình hình hiện tại nói đến thủ tướng của Do Thái ông Netanyahu thì ông cũng không thua kém, đặc biệt nhất với lời tuyên bố của ông hiện nay là quân đội của Do Thái sẵn sàng đặt ở trong tình trạng là chiến đấu và Iran cũng như lực lượng của Hezbollah, Houthi và lẫn cả Hamas đang đẩy đất nước của Do Thái đi vào một cuộc chiến tranh mà cho rằng một chiến tranh nghĩa là tồi tệ nhất đất nước Do Thái chưa từng có. Ông tuyên bố ông sử dụng qua tất cả mọi thứ và trước tình cảnh này hiện tại theo lời của Bộ trưởng Bộ phòng và tham mưu trưởng của Do Thái cho biết trong ngày hôm qua lực lượng của Hezbollah đã tập kích 12 rocket vào lãnh thổ của đất nước Do Thái nhưng trong đó có 6 cái lọt vào và bị bắn hạ, còn lại những cái khác thì đã bị chặn từ ở bên ngoài do nghe là hệ thống chồm sắt của Do Thái đã bắn hạ. Đó là theo tin tức từ lực lượng quân đội Do Thái cập biên giới giữa Liban và Hezbollah. Kính thưa bạn, tình hình hiện nay các bạn thấy là ở tại Trung Đông đang bước vào một giai đoạn cực nóng chưa từng có, một cuộc chiến có thể nổ ra bất cứ giờ phút nào như lời giáo chủ đã tuyên bố ở trong cuộc họp ở tại đất nước Iran hiện đang tranh cãi trong ngày hôm qua và cuộc họp vẫn còn tiếp tục ngày hôm nay. Theo lệnh giáo chủ Hồi giáo của đất nước Iran là ra lệnh sẽ trả thù cho cái chết của thủ lãnh Hamas.
thì Bộ trưởng Bộ phòng của Iran đã lên tiếng nói là không thể tấn công một cục diện toàn diện hiện tại được. Lý do là một cuộc tấn công vừa qua đến vừa máy bay không người lái và cả tên lửa của Iran hàng trăm quả nhưng đã bị thất bại hoàn toàn. Iran đã ngăn chặn được tất cả và không bị thiệt hại. Nhưng còn lại chúng ta thì sao? Giữa lúc hệ thống F-300 không phải là đối thủ vì đây là cù bắp. Nhìn qua tình hình chiến sự và cũng như lực lượng vũ trang của Iran không thể cùng một lúc tấn công dồn dập vào đất nước của Do Thái, mượn đường từ Syria lẫn cả Liban. Vì vậy, nếu tính về binh lực mà bộ binh để tấn công thì cũng không đạt được thành công, đặc biệt nhất giữa khí tài quân sự và lực lượng của Do Thái là hùng hậu cũng như vũ khí tối tân, không thể đánh chặn, không thể tấn công liều lĩnh cùng một lúc. Theo tin tức từ Iran đã cho biết những tin tức tiết lộ, đặc biệt nhất cuộc họp mà do giáo chủ Hồi giáo Iran đã công bố. Hiện nay thì kính thưa bạn, đây là những tin tức chỉ tin đưa ra cụ thể nhưng không xác thực là nó chính xác 100%. Vì vậy là Do Thái đang đặt ở trong tình trạng căng thẳng và báo động. Hiện tại thì Hoa Kỳ đã có 12 khu trục hạm và từ quả tiễn Tomahawk cũng như luôn cả là hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ, hạm đội 5, hạm đội đổ bộ trên dưới như vậy có 4.000 tiểu quân lục chiến mà Hoa Kỳ đã tuyên bố nếu như lực lượng của Iran và Hezbollah, Houthi và luôn cả Shia đồng loạt tấn công, Hoa Kỳ nhập cuộc và bảo vệ Do Thái. Tình cảnh này ở tại Trung Đông có thể nói là đang sôi sục chưa từng có. Thì các báo chí bình luận về tình hình chiến sự hiện tại nói đến về binh lực của Do Thái có hùng mạnh hơn là Iran. Nhưng Do Thái nếu như đụng đến một cuộc chiến hỗn hợp tổng lực của Iran từ đồng minh của Iran cũng như quân đội Hồi giáo thì Do Thái khó có thể đỡ được. Cũng như nếu tấn công vào đất nước của Iran thì Do Thái cũng gặp khó khăn. Thứ nhất về mượn đường của các quốc gia, vì Do Thái nằm ở ngay giữa, bắt buộc phải bay qua nhiều quốc gia, chẳng hạn như Iraq, Jordan hay những quốc gia khác nữa, kính thưa bạn. Vì vậy là Do Thái gặp khó khăn. Thứ hai, Do Thái không có máy bay tiếp nhiên liệu nhiều. Vì vậy, với F-35, F-16 hay F-15, Do Thái gặp khó khăn, ngoại trừ khi có Hoa Kỳ hỗ trợ. Thì nói đến cuộc chiến này là giữa Hoa Kỳ và lẫn cả NATO, và Do Thái đang trực thờ có một điều kiện để tập kích vào đất nước Iran. Đặc biệt nhất, Iran hiện đang làm giàu chất uranium mà từ cựu tổng thống Donald Trump và bàn để chuẩn bị tập kích vào Iran đã có sẵn. Do Thái và châu Âu cũng đang bàn luận đến vấn đề này. Vì vậy, tình hình ở tại Trung Đông có thể nói là một cuộc chiến chuẩn bị bùng nổ sắp tới. Nếu như Iran không hồn thì phải rút quân im điềm. Còn nếu như muốn làm lớn chuyện như lời của giáo chủ Hồi giáo là trả thù cho thủ lãnh Hamas tấn công vào đất nước Do Thái thì Iran sẽ bình địa. Mà những gì người ta đang nêu ra tình hình hôm nay ở tại Trung Đông, đó là chi tiết về tình hình Trung Đông trong 24 giờ. Thì chúng ta cũng quay trở lại tình hình ở tại Venezuela. Thì các bạn thấy là thế giới đang đảo lộn và ở tại Venezuela là một cuộc xuống đường đang tiếp tục và nói hàng triệu người hiện tại ngày hôm nay. Thì chuyện gì sắp đến với Venezuela? Hiện tại ngày hôm nay là theo dấu hiệu và cũng như những đoạn video, những hình ảnh từ đài CNN đã tung tin và quân đội cũng như là cả cảnh sát ở tại Venezuela hiện đang nhượng bộ người dân. Nhìn qua những đoạn biểu tình đã xong đến thì một đám cảnh sát chống bạo động của lực lượng Venezuela đang ngăn chặn. Nhưng khi đoàn người xuống đường biểu tình và đi thẳng đến, lúc đó họ giạt hai bên và họ nhường chỗ cho lực lượng của người dân đứng lên để đòi công bằng sự thật về cuộc bầu cử hiện nay. Thì tòa án của
vì là vừa thông báo cho biết là kêu gọi trừ các ứng viên tổng thống, và trong đó có cả là tổng thống Maduro mà ông hiện đang đắc cử ngày hôm nay. Kính thưa bạn,